Rồi ok, thì một số anh em mà chúng ta khi mà chúng ta đăng nhập vào cái tài khoản CapCut ấy mà chúng ta không thể vào được cái tài khoản CapCut ấy, thì anh em đầu tiên anh em vào đây cho mình này. Rồi bây giờ anh em thoát ra nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình vào cái CapCut trở lại nhé. Đây, mình vào CapCut này, sau đó mình sẽ bấm một phần là mua gói Pro nhé. Rồi bây giờ mình sẽ bấm một phần là mua gói Pro này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đăng nhập bằng cái tài khoản TikTok. Đó, thì sau khi mà đăng nhập vào khoản TikTok rồi thì mình sẽ bấm vào phần là đây, mình kiểm tra xem nào. Rồi, mình bấm vào phần là email này. Mình bấm vào phần đăng nhập bằng email hoặc tài khoản TikTok này. Ô. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình nhập vào này. Đó, mình nhập vào này. Rồi sau đó mình sẽ chọn mình xác minh này. Thì ở đây mình phải bấm vào phần xác minh thì mình sẽ chọn cho nó chính xác nhé. Rồi thì sau khi mà xác minh thì nó sẽ yêu cầu một cái mã. Thì sau khi mà có cái mã này thì anh em phải inbox cho mình nhé, để mình sẽ đọc cho anh em cái mã xác thực vào cái tài khoản này. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình nhập mã này. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm một phần tiếp tục này. Và mình sẽ xác minh. Rồi bây giờ mình sẽ lưu vào. Thì ở đây mình sẽ bấm vào phần là ủy quyền này. Rồi tiếp bên này mình sẽ bấm vào phần mở CapCut là xong nhá. Thì tiếp bên này em chỉ cần mở CapCut là cái phần mềm mình. Đấy. Sau khi mà nó lên cái gói Pro này rồi. Đây. Thì nó đã thành công rồi đấy. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở cái dự án cũ ra. Đó thì là ok luôn. Thì sau này các bạn mà vào ấy, thì các bạn chỉ cần vào đây anh em bấm open là xong nhé.